Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái hồ cá thủy sinh của mình ha. Và hiện tại đây là một cái hồ cá thủy sinh cá nước nước ngọt ha. Đây là hồ cá, đây là hiện tại thì mình, trong hồ của mình thì nuôi những cái con tép hay là tôm mini, tôm cảnh mini ha. Thì nó có nhiều màu sắc và có những con cá chuột kiểu panda nè, và những ba con cá bảy màu full red, và những con cá neon. Neon thì là nhiều, một đàn của nó mình mua hình như là 40 con hay sao, 40 con. Và hiện tại thì mình trong hồ này thì mình treo những cái con cá kỳ nhông, tại mình không có muốn mấy con cá kỳ nhông này mình thích nuôi ấy, nhưng mà mình không sống chung với nhau được, không sống chung với những con cá nhỏ được. Đây, và mình cho các bạn xem, đây là những con cá chuột của mình đó, thì nó đẻ ra đây nè, đó, những con cá chuột đây nè, đấy, nó đẻ ra đây, con nó giờ nó to cỡ này rồi đó, không biết nó đẻ khi nào. Nó chui ở dưới lớp rong á, lớp rong hiện tại giờ trong cái hồ của mình á, thì cái lớp rong này nó nhiều lắm rồi, nó gần như được cao gần bằng nửa cái hồ đó. Lớp rong này thì nó xanh ngát như này, có thể nhiều quá nó mình sẽ cắt thì mình bán bớt, mình up lên trên mạng mình bán bớt đi, cái nó nhiều quá thì nó như một cái đám rừng thì chắc cũng phải cần phải cắt tỉa đi rồi mình để chỗ nào đó, còn không thì mình sẽ phải bán bớt nó đi, không thì cho ai cần thì cho. Và còn những con cá kỳ nhông hiện tại vào giờ nó đang vào mùa hè đó, bắt đầu vào mùa hè thì thời tiết nó rất là nóng á. Và cái con mình có ba con lớn này nè, đây ba con cá kỳ nhông nước này á, thì có một con màu vàng kia nó nhỏ mà không hiểu sao nó lười ăn á, nó không ăn được, dạo này nó kén ăn lắm, mấy ngày nó mới ăn nên nó người nó yếu. Còn con bé kỳ nhông này nó ăn không, đút cái là nó ăn liền, nên là lúc nào nó cũng mặc ù. Kể con này nó cũng vậy, dễ ăn. Đấy. Chỉ có một con kia không hiểu sao mà nó không ăn, mình đút nó 3-4 ngày nó mới ăn được một viên thì sao mà sống nổi. Nước thì nhả nó vô trong ở trong nước là nó uống nước để nó sống bây giờ. Nên là mình cho nó ăn ấy, thì con này nó ăn, hai con này thì nó ăn thường xuyên rồi. Bây giờ nó no rồi nè, mình thấy nè, ăn đi, nó ăn đều á, nên cơ địa của nó, cái thân hình của nó nở nang. Đây mình sẽ quay lại cho các bạn, để mình đã xem. Đây. Đây nó to đó, giờ hiện tại giờ nó to, nó dài đó, nó mập ú nù. Con này thì mình treo bên này nè, đây là ba con cá, hai con cá bảy màu, mình đang chuẩn bị cho nó chuẩn bị nó đẻ sao á, nên là mình tách riêng nó ra. Tiền cơ nên là mình chỉ sợ cho nó Thank you.
Con cá kỳ nhông của mình hiện tại thì ở đây mình có trong cái hồ của nó, trong cái hồ nhỏ tự nhiên có con tôm nó ở trong đó. Con tôm này thì như cái vỏ cứng, cái con những con mà dạng thân giáp á, thì như nó mấy con này nó không có ăn nên nó. Dạo này mọi người thấy con kỳ nhông của mình dạo này nó lớn không? Mình thấy lâu ngày mình chưa có ấp lên á, nên là mình coi nó dạo này gần đây mình thấy nó to hơn hẳn so với những cái clip trước. Và đây là cái con đây một con cá chuột của mình này, nó đẻ nè, đấy thấy được không? Cá này nó đẻ khi nào mình không biết luôn á, tại vì nó nằm ở dưới sàn á. Ở đây có thêm một con nữa nè, nhỏ xíu đó nè. Đấy. Đấy đấy. Nó cũng giống cái con mẹ của nó. Mình có bốn cái con đen đen vậy nè. Cái màu nó cũng đẻ ra thì nó cũng giống vậy luôn. Đấy, đây nè. Mà mình có nuôi đến 4-5 con đây nè. 4-5 con bự đây nè. Nên nó không biết con nào nó đẻ. Đấy. Con này cũng bự đây nè. Nên nó không biết con nào đẻ. Mấy con cá chuột của mình á, mấy con cá này được cái thì nó trong cái hồ thì nó ăn là dạng nó ăn rác, ăn những cái thức ăn thừa hay là những cái rong rêu gì mấy con này nó cũng ăn được. Đấy, nó chui vô trong lùm rồi. Và lâu ngày mình coi thì để ý, tại vì những con tôm nó nhỏ nó đẻ mình đâu có biết được đâu, nhưng mà mình nhìn kỹ nó những con tôm á, đây là con tôm, cái con này là màu đỏ, những con tôm cảnh á, con này màu đỏ hay là màu vàng, nó nhìn nó màu hồng á. Thì hiện tại thì mấy con này nó cũng phát triển, nó đẻ rồi đó, những con của nó nhỏ xíu à, nên là mình quay view vô trong cái video là mình không có thấy nó được, nhìn kỹ lắm mới thấy. Còn hiện tại thì những con cá neon của mình nó cũng to rồi, không biết nó có đẻ được không. Thì có người thì nói là mấy con cá này mình nuôi nó không có đẻ nên là mình không biết đó, mà mình thấy nhiều con nó cũng bự rồi đó, mà nó không biết nó có đẻ không. Nhưng mà con cá chuột của mình đây nè, cá chuột đây nè, cá chuột con đây nè. Đấy, nhìn nhỏ xíu à, mà không biết hiểu sao nó đẻ từ khi nào nữa, mình không bị. Còn con mình đang nuôi một con đây, con cá lô kính. Cá lô kính này thì nó cũng đang phát triển, hy vọng nó sẽ to hơn một chút nữa. Chứ mấy con cá lâu kính này nó to lắm, mà nó to quá thì nó làm chặt hồ. Đây là một con, đây một con cá chuột đây này. Đấy, mình lâu ngày mình không để ý cái hồ thủy sinh của mình á, những con cá nó sinh sản rất là nhiều á, cả con tôm nữa. Nhiều người hỏi mình là những con tôm này có nhuộm hay không á, nhưng mà mấy con tôm cảnh này thì nó có cái màu riêng của từng loại rồi, nó mình không có nhuộm được. Nhuộm đâu phải như tóc đâu, nhuộm cái là khi mà nó nhuộm cũng được đi, nhưng mà con tôm này nó hay lột vỏ, mà mỗi lần mà lột vỏ ra rồi thì nó bay màu. Nhưng mà không phải, những con tôm này là con tôm nó màu như vậy đó. Còn những con tôm mà tôm đồng á, mấy con tôm, cái tôm mà nó không có màu á, đây nè, là nhìn là mình biết liền. Đây là những con tôm này nè, đó. Nó trùng với cái màu đất rồi, mình quay nó khó. Đây nè, đây nè, con tôm này nè, nó thì con tôm này nó là giống như dạng là con tôm đồng á, đó, đó, đó,
nó không có màu nha. Đấy. Đây nè. Đây nè, đây là con này nè. Đấy. Dạng những con tôm này là con tôm thường, nó không có màu. Con tôm này thì mình đợt trước á, mình mua là bị sai lầm cái là người ta bán trên mạng á, nhưng mà người ta gửi cho mình cái đó, gửi con lộn con tôm mà mình muốn mua mà nó gửi, nó bán nó dạng lừa đảo á, nó gửi mình con tôm mà dạng rẻ tiền mà nó bán với cái giá khi mình mua thì giá mắc tiền nên mình cũng chịu. Còn những con tôm màu á là nó giá nó khác hơn so với những con tôm mà nó không có màu. Những con tôm kia là nó giá nó rẻ lắm. Nên là nhiều người hỏi mình là con tôm tép á, thì là những con tôm cảnh á, tép cảnh á, thì nó có màu từng loại riêng nha. Nó có màu vàng, màu đỏ, màu đen. Đủ các loại màu á.